Bản tin bóng đá trẻ VN xin kính chào quý vị và các bạn. Muốn vượt qua vòng bảng, đội tuyển Việt Nam phải có ít nhất 4 điểm. Và thưa quý vị và các bạn, cánh tay phải của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tiết lộ mục tiêu của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019. Chia sẻ trên tờ Yonhap News của Hàn Quốc, trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo, ông Lee Jong-jin khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 là vượt qua vòng bảng. Lee Jong-jin được xem là cánh tay phải của huấn luyện viên Park Hang-seo trong đội tuyển Việt Nam. Thậm chí huấn luyện viên người Hàn Quốc còn ca ngợi người trợ lý của mình là bộ não của tôi, giống như Gia Cát Lượng thời Tam Quốc. Mỗi khi nói đến những chiến thuật của đội tuyển, chính vì thế, việc trợ lý Lee Jong-jin được các cầu thủ Việt Nam tôn trọng và kính nể là điều dễ hiểu. Sau khi kết thúc kỳ F Cup với chiếc cúp vàng thì trợ lý thể lực được gọi là cánh tay trái của ông Park Hang-seo là ông Bi Ji-won chia tay đội tuyển thì huấn luyện viên Lee Jong-jin vẫn gắn bó cùng đội tuyển Việt Nam. Hôm qua ngày 27 tháng 12, trước khi cùng đội tuyển lên đường sang Qatar tập huấn, trợ lý Lee Jong-jin đã trò chuyện với tờ báo của Hàn Quốc là Yonhap News và ông tiết lộ những khó khăn, thử thách và mục tiêu của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2019 sắp tới. Sau chiếc vô địch AFF Cup, người hâm mộ Việt Nam đã đặt kỳ vọng rất nhiều vào đội tuyển tại kỳ ASEAN Cup lần này. Chính vì thế, mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là sẽ vượt qua vòng bảng, ông tiết lộ. Trợ lý huấn luyện viên Lee Jong-jin cho rằng mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là vượt qua vòng bảng của ASEAN Cup 2019. Tại ASEAN Cup 2019, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đối thủ cực kỳ mạnh là Iran, Iraq và Yemen. Rơi vào bảng rất nặng ký gặp phải tuyển Iran đang là ứng cử viên số 1 của chức vô địch. Trong khi đó, Iraq cũng mạnh không kém. Chính vì thế, để vượt qua được vòng bảng, đội bóng sao vàng phải có ít nhất 4 điểm. Nói về thử thách này, cựu hậu vệ đội tuyển Hàn Quốc cho biết, để đi tiếp vào vòng 16 đội, tuyển Việt Nam phải giành được ít nhất 4 điểm. Về tổng thể, đội Iran hiện rất mạnh và chúng tôi rất khó đánh bại, vì cả đội sẽ phải thi đấu hết sức mình trước Yemen và Iraq. Nếu chúng tôi vượt qua được Yemen và Iraq, cả đội sẽ đi tiếp. Chúng tôi sẽ tập huấn ở Qatar và sẽ có mặt tại UAE vào ngày 4 tháng 1 tới. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để có được thành tích tốt nhất, ông Lee Jong-jin đã cho biết thêm. Hiện tại theo bảng xếp hạng của FIFA, Iran là đội tuyển xếp thứ hạng cao nhất ở châu Á với thứ hạng 29, Iraq đứng thứ 88, còn Yemen xếp hạng 135. Và Việt Nam chúng ta thì đứng hạng 100 của FIFA. Đội tuyển Việt Nam có 8 ngày tập huấn ở Qatar. Trong thời gian này, đội sẽ có trận giao hữu cuối cùng với Philippines vào ngày 31 tháng 12 trước khi lên đường sang UAE vào ngày 4 tháng 1 2019. Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận mở màn ASEAN Cup vào ngày 8 tháng 1 2019 với đội tuyển Iraq. Truyền thông Hàn Quốc gọi Đoàn Văn Hậu là Mandini của Đông Nam Á. Mới đây, trong bài phân tích trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tờ Maekyong Hàn Quốc đã dành những lời khen ngợi cho tài năng của hậu vệ trẻ Đoàn Văn Hậu. Tối ngày 25 tháng 12 ở trận đấu giao hữu với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục tạo ra bất ngờ khi xếp hậu vệ có sở trường chạy cánh là Đoàn Văn Hậu vào khu vực trung tâm hàng phòng ngự. Dù vậy, tài năng trẻ của câu lạc bộ Hà Nội vẫn có một màn thể hiện ấn tượng trước khi được cho ra nghỉ vào đầu hiệp 2. Theo dõi trận đấu, tờ Maekyong Hàn Quốc đã bày tỏ ấn tượng với sự đa năng của Đoàn Văn Hậu. Thông qua những lời bình luận, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2017, Đoàn Văn Hậu có thể thi đấu tốt ở cả vị trí trung vệ và hậu vệ trái. Đây là lý do khiến cậu ấy được so sánh với huyền thoại của bóng đá Italia là Paolo Maldini. Dù chưa bước qua tuổi 20, nhưng chiều cao trên 1m8 giúp cầu thủ này tỏ ra vượt trội ở khu vực Đông Nam Á. Thậm chí, từng có thời điểm cầu thủ này đã từng chơi được ở vị trí hậu vệ phải. Tại giải đấu quốc nội hai mùa 2017 và 2018, Đoàn Văn Hậu đều đã cho thấy khả năng phòng thủ và tham gia tấn công ổn định của mình. Trong quá khứ, Văn Hậu cũng từng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế nhờ thể hình và khả năng vượt trội so với các đồng đội cùng trang lứa. Hồi đầu năm, tờ Volkswagen của Hà Lan thậm chí từng gọi Văn Hậu là Đoàn Văn Bèo khi chứng kiến khả năng tấn công ấn tượng của cầu thủ này. Hướng tới ASEAN Cup 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo và bài toán nan giải ở hàng công. Trong thời gian qua, khả năng dứt điểm trong những tình huống quyết định của các tiền đạo Việt Nam vẫn là một vấn đề đáng lo ngại. Nếu muốn đi xa tại ASEAN Cup 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo cần giải quyết được vấn đề khá đau đầu này. Vấn đề đáng lo ngại, trong những giải đấu gần đây, dứt điểm vẫn là bài toán khá nan giải đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Bởi các tiền đạo của chúng ta, dù được tạo những cơ hội ngon ăn, nhưng lại không thể tận dụng thành công. Sau những thành công của các giải đấu trẻ thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất hy vọng vào những cầu thủ trẻ đang có phong độ cao và dần khẳng định được mình trong màu áo đội tuyển quốc gia, nhưng vẫn chưa có ai đáp ứng được những kỳ vọng đó.
Hàng tiền đạo của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian gần đây luôn có những cầu thủ có khả năng dê dắt và tạo đột biến tốt như Công Phượng, Quang Hải hay những người có khả năng đánh đầu như Tiến Linh. Nhưng điểm chung của họ đều là thiếu đi bản năng săn bàn của một sát thủ trong vòng cấm. Còn nhớ tại F-Cup 2018, chúng ta đã tạo ra vô số cơ hội ghi bàn, nhưng hàng công của đội tuyển quốc gia Việt Nam lại tỏ ra không sắc bén trong việc dứt điểm. Tại vòng bảng, các cầu thủ Việt Nam đã tung ra tổng cộng 57 cú sút trong 4 trận, trong đó có 31 cú dứt điểm đi trúng khung thành, nhưng chỉ ghi được 8 bàn thắng. Bước vào trận đấu bán kết với Philippines, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng là đội tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng chúng ta thường bỏ lỡ rất đáng tiếc. Trong 2 trận bán kết, chúng ta tung ra 14 cú dứt điểm trúng đích, nhưng chỉ có 4 cơ hội được tận dụng thành công. Trong trận chung kết lượt đi với Malaysia, sau khi ghi được 2 bàn thắng, đội tuyển quốc gia Việt Nam liên tục tạo ra những cơ hội ghi bàn 10-10, nhưng các tiền đạo lại không thể ghi thêm bàn thắng. Trong trận đấu này, Tiến Linh và Đức Chinh dứt điểm không thực sự tốt, khiến đội tuyển Việt Nam để tuột mất chiến thắng. Nếu như Đức Chinh tận dụng tốt cơ hội, tỷ số đã là 3-0, thì có lẽ mọi thứ đã an bài. Hay những pha đối mặt bất thành của Tiến Linh, Phan Văn Đức khi chúng ta vẫn đang dẫn đối thủ 2-1. Gần đây nhất, trong trận hòa với tỷ số 1-1 ở trận giao hữu với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trước thềm Asian Cup 2019, các tiền đạo của chúng ta cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nếu như trong hiệp 1, Tiến Linh đã hụt bóng sau đường chuyền dọn cỗ của Minh Vương, ngay trong vòng cấm thì bước sang hiệp 2, Công Phượng cũng bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc sau pha đi bóng lắt léo trong vòng cấm của đối phương. Phải tận dụng triệt để các cơ hội ghi bàn. Ở giải đấu khắc nghiệt như Asian Cup 2019, các đối thủ ở bảng đấu của chúng ta đều là những đội bóng hàng đầu châu Á và chắc chắn những cơ hội để chúng ta có thể ghi bàn là rất ít, nên đội tuyển quốc gia Việt Nam cần phải chắt chiu những cơ hội ít ỏi mà mình tạo ra. Đặc biệt là hai đội bóng mạnh như là Iran, Iraq, họ sở hữu trong đội hình nhiều cầu thủ chất lượng, có thể lực và kỹ thuật cá nhân tốt, nên chắc chắn họ sẽ tổ chức bắt người ngay trên phần sân của chúng ta, khiến các học trò của huấn luyện Park Hang-seo sẽ khó khăn hơn trong việc triển khai lối chơi. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của những đội bóng trên thường sở hữu mẫu trung vệ có thể hình, thể lực cực tốt và rất mạnh trong những tình huống tranh chấp tay đôi, nên đội tuyển quốc gia Việt Nam cần phải biết chắt chiu từng cơ hội để có được bàn thắng. Trên hàng công của chúng ta hiện nay thì vị trí tiền đạo cắm vẫn là bài toán khó khăn đối với vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Chúng ta cần một cầu thủ to cao để thực hiện những pha đánh đầu hay làm tường cho các đồng đội, và tiền đạo Anh Đức là người thích hợp nhất. Tuy nhiên, tại Asian Cup 2019, Anh Đức không được triệu tập và nhường chỗ cho những trung phong có tuổi đời trẻ hơn như Tiến Linh hay Đức Chinh. Thế nhưng trong trận đấu giao hữu với Triều Tiên vừa qua, cả Tiến Linh và Đức Chinh không thể hiện được gì nhiều, nên cả hai cần phải nỗ lực hết sức trong việc tận dụng những cơ hội để có thể ghi bàn. Bên cạnh đó, những tiền đạo cánh như Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn hay Phan Văn Đức cũng cần phải biết cách gây đột biến bằng những tình huống đột phá hay dứt điểm từ xa. Hiện nay, các tiền đạo cánh của chúng ta vẫn luôn có những tình huống gây rối loạn hàng phòng ngự của đối phương tốt, nhưng điểm yếu của họ là khả năng dứt điểm quyết định. Đội tuyển quốc gia Việt Nam chỉ còn một trận giao hữu trước mắt với đội tuyển quốc gia Philippines tại Qatar trước khi tham dự Asian Cup 2019. Vậy nên, huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải giải quyết được bài toán khó trong khâu dứt điểm, và các cầu thủ cũng cần phải thật bình tĩnh trước mỗi cơ hội mà mình tạo ra để có thể mang về bàn thắng trước những đối thủ mạnh hơn. Và hy vọng là từ nay đến khi bước vào giải, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ giải quyết được khó khăn này. Và bản tin đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Trân trọng mến chào.